Chào các bạn, chào mừng đến với channel của Zomark. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một combo máy tính để chúng ta có thể học online, có thể làm việc, và đặc biệt là những shop, những nhà bán hàng mà đang bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đấy sẽ có thêm một lựa chọn mua máy với chi phí rẻ nhưng sẽ có một máy cấu hình tốt và đáp ứng tốt cho cái công việc bán hàng của các bạn. Rồi, như các bạn đang thấy ở đây thì mình sẽ có một cái màn hình này là màn hình HD của VSP. Tiếp theo đó là một cái bàn phím của Logitech. Đây, nó là cái K120. Cái này là cái bàn phím khá là tiêu chuẩn, giá phải chăng và sử dụng đủ các tính năng. Tiếp theo là các bạn phải cần một con chuột B100 của Logitech luôn. Dòng này dòng giá rẻ thôi, chúng ta có thể nâng cấp sau. Hoặc là các bạn mua với chi phí thấp ban đầu ấy, thì có thể mua ngay con chuột này với giá thì chưa đến 100.000 thôi. Đó, ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái PC. Các bạn trong phía Nam Hồ Chí Minh ấy, hay gọi là CPU. Thì đây là một cái riêng này. Đó, đây là dòng Tiny PC, hay là còn gọi là Mini PC ấy. Nó rất là bé, nhưng nó cho một cái hiệu năng rất là tốt. Kế bên này thì nó giống như những cái máy tính bàn ngày xưa ấy, nhưng mà dòng này cũng là dòng mini. Nó không to lắm đâu, kích thước khá là phù hợp. Nó để trên bàn thì nó chiếm không quá nhiều không gian. Và những cái máy này bên mình nhập về ấy, thì đều nâng cấp RAM lên 8GB và ổ là ổ SSD, thì nó cho cái tốc độ truy xuất rất là tốt. Thì thông thường những cái dòng PC như này thì có dòng tích hợp wifi sẵn, có dòng không có. Thì như cái PC này không có wifi thì mình đang phải cắm thêm cái USB wifi đây để nó có thể bắt được wifi. Còn riêng với các bạn mà online thì có thể sẽ cắm thêm một cái webcam như này, hoặc là các bạn bán hàng online cũng được. Chúng ta cần có thêm một webcam và đặc biệt phải có micro để khi mà chúng ta có thể cài Zalo trên máy này, chúng ta có thể gọi điện trực tiếp được luôn. Thì giá của các sản phẩm ở thời điểm hiện tại như sau. Nguyên một cái PC này bự như thế này, với cấu hình như sau, với rất nhiều cổng kết nối như thế này, giá chỉ có 3.490.000 thôi. Nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu cho các bạn nhé, từ học online, bán hàng online. Với 8GB RAM thì các bạn có thể mở được rất nhiều tab chrome. Tiếp theo là chiếc máy này bé hơn. Rồi, tuy bé hơn nhưng nó có một cấu hình tốt hơn. Và đó cũng là lý do mà nó có giá mức giá cao hơn tới 4.790.000 đồng. Chúng ta thấy nó là chip i5-4570T, cũng RAM 8GB và ổ SSD 128GB, cũng rất nhiều cổng kết nối như thế này. Những máy PC dạng này thì nó đều có trang bị loa, nhưng mà loa của nó gọi là loa chống điếc thôi. Loa có cái công suất bé, chúng ta đủ nghe, nghe bé bé thôi. Nghe khi đàm thoại thì được, còn riêng các bạn nghe nhạc thì cần phải sắm thêm loa nhé. Riêng màn hình, bàn phím, chuột, camera thì đều là mới 100% chính hãng. Còn cái mini PC này bên mình nhập về, nó là hàng đã qua sử dụng, thì còn mới từ 90-95%. Ở các model hiện tại này thì khá là mới. Rồi bây giờ mình sẽ mở một số cái tab Chrome cũng như là mở kênh YouTube lên để các bạn xem cái hiệu năng của máy chạy như thế nào nhé. Hiện tại thì mình đang cắm nó vào cái máy này. Máy này là máy rẻ hơn nhé, cấu hình thấp hơn mà nó chạy cũng rất là ok. Đầu tiên đây là một cái video Full HD, mình mở thử cho các bạn cùng xem nhé. Rồi, do nó có dính tới nhạc bản quyền nên mình sẽ phần tắt tạm cái phần nhạc đi. Màn hình này thì thuộc dòng màn trung cấp giá rẻ thôi, nhưng mà nếu các bạn xài cái nhu cầu căn bản thì nó đáp ứng nhu cầu rất là ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nhiều tab Chrome và đều là tab của YouTube để các bạn xem nó chạy như thế nào nhé. Đó, mình mở cùng lúc nhiều tab như này và chuyển qua để cho các bạn xem nó chạy như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Tất cả các tab đều chạy cùng một lúc. Và mình xem cái CPU nó chiếm hết bao nhiêu phần trăm rồi. Đó, như các bạn đang thấy trên màn hình ấy, thì nó chỉ chiếm hết có 70% CPU cũng như là hết 46% của RAM thôi. Ổ cứng thì gần như không có sử dụng tới. Đó, thì thông thường khi mà chúng ta học online hay là các bạn mà bán hàng online ấy, thì mở dừng đó tab hoặc là nhiều hơn một chút là ok rồi. Và cùng lắm trên máy có cài thêm Zalo hoặc là một số cái app cơ bản khác thôi. Các cái phần mềm bán hàng online bây giờ cũng như những phần mềm mà hỗ trợ chat ấy, nó đều trên nền web hết. Nên là mình nghĩ với nhiều laptop và bên mình đã bán cho rất nhiều khách hàng rồi thì sử dụng ok với cái cấu hình này. Ngoài ra thì bên mình còn rất là nhiều những cái mẫu máy khác. Đây là những cái mẫu máy tiêu chuẩn cơ bản thôi. Thì cái đường link của cái danh mục sản phẩm đó thì mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn cùng xem nhé. Đây là một chiếc mini PC của Lenovo, nó rất là bé. Có khoảng 18 phân, một chiều 18 phân, một chiều này có hơn 5 phân. Và rất là nhẹ, hơn 1kg một chút thôi. Đây các bạn nhìn đây là phía trước này.
phía sau có đầy đủ các cổng kết nối như thế này. Tất cả những máy này thì đều là Win 10 bản quyền các bạn nhé. Win 10 bản quyền và cài sẵn Office cũng như là một số phần mềm căn bản. Thì khi các bạn mua về chỉ việc dùng thôi. Thì cái việc mà tích hợp Wi-Fi sẵn hay không thì tùy model. Như model này là chưa tích hợp này. Thì khi mua các bạn cần phải mua thêm cái USB Wi-Fi như thế này, hoặc là về cắm dây mạng LAN vào cổng này là có thể dùng được ngay. Rồi, như vậy là mình vừa mới giới thiệu qua cho các bạn một số cái mẫu mini PC của bên mình, cũng như là màn hình chuột phím, những cái combo để các bạn có thể học online và bán hàng online một cách hiệu quả với chi phí thấp nhất. Thì nếu mà các bạn cần tư vấn hay có bất kỳ câu hỏi gì thì vui lòng comment đến phần bình luận hoặc là gọi hotline cho bên mình nhé. Rồi, bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Còn nếu mà các bạn muốn có những chiếc laptop nhỏ gọn thì các bạn có thể xem chiếc này nhé. Cấu hình đủ dùng, nhỏ gọn và đặc biệt là màn hình có thể tháo rời.